thân mến, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đang đến gần rồi, đến từng nhà nè, đến từng con đường của quê hương Việt Nam mình. Các bạn ơi, năm vừa qua, mặc dầu chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và cả sự mất mát nữa, nhưng mà không vì thế mà chúng ta mất đi niềm tin và hy vọng, đúng không các bạn? Hiện nay thì tất cả chúng ta đã được thích ứng với cuộc sống bình thường mới nè, đã được và đặc biệt là được trang bị đầy đủ kiến thức để chống dịch Covid rồi. Các bạn ơi, 5K tất cả mọi nơi nha các bạn. Năm mới đầy sự may mắn và hạnh phúc đã bắt đầu rồi. Xin gửi đến quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước những lời chúc tốt đẹp, luôn luôn mạnh khỏe, vượt qua dịch bệnh một cách bình an, gặt hái được những thành công mới nha. Trong chương trình Nông dân làm giàu cùng An Nông do Đài Bình Phước và Tập đoàn An Nông thực hiện đã là một dấu ấn tốt đẹp con nông dân Bình Phước nói riêng và cũng như là nông dân trên toàn cả nước. Sự thành công này không phải là chỉ do nỗ lực của ekip thực hiện không đâu, mà phải nói đóng góp thật là tuyệt vời và nhiệt tình của các văn nghệ sĩ đoàn tình ca Bắc Sơn đó. Và đặc biệt hôm nay, một món quà Tết mà Bích Thủy xin được gửi tặng đến tất cả quý khán giả đang xem đài, đó là được trực tiếp trao đổi cùng với các văn nghệ sĩ thực hiện những chương trình tiểu phẩm của chúng ta, đó là những nghệ sĩ Cà Bắc Sơn. Trước tiên, Bích Thủy xin được giới thiệu chị Năm Hạ Châu, chị Hai Thanh Hằng và chị Út Bích Phượng. Bây giờ thì Bích Thủy xin được có một câu hỏi đối với chị Năm Hạ Châu là giảng viên thanh nhạc, rồi ca sĩ, con thứ năm của nhạc sĩ Bắc Sơn và còn là phó đoàn tình ca Bắc Sơn phụ trách về chuyên môn nữa. Bây giờ em muốn hỏi chị Năm là chị cảm nghĩ như thế nào sau khi mà đoàn mình được hoạt động lại sau một thời gian là vắng bóng trên các sân khấu. Xin chào quý vị khán giả. Trước khi trả lời câu hỏi của trưởng đoàn Bích Thủy thì kính chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài năm mới nha. Vô trả lời câu hỏi thì là trong suốt thời gian nghỉ dịch bệnh đó, riêng các chị em trong đoàn đều vẫn lạc quan, vẫn tập bài dở bài mới và vẫn tham dự những buổi của đoàn diễn online của công ty. Do đó, trở lại cuộc sống bình thường mới thì đoàn không có gì phải bỡ ngỡ, vẫn đầy đủ bài dở đầy đủ để phục vụ cho dịp Tết này của các đài. Cảm ơn chị Hà Châu. Có nghĩa là mặc dầu dịch bệnh rất là khó khăn, nhưng ngay cả khi trong dịch bệnh chúng ta cũng đã có những chương trình online và những phần quà yêu thương, đó là những cái buổi lao động chân tay của mình, đúng không? Đóng gạo nè, đóng rau củ nè, gửi đến bà con, đó là những hoạt động của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và bây giờ trở lại với bình thường mới này, chúng tôi bắt đầu tham gia những chương trình văn nghệ. Dạ, người thứ hai mà Bích Thủy muốn được nghe giọng oanh vàng của chị đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng, chị hai của chúng tôi. Các bạn ơi, các bạn biết không, chị Thanh Hằng là một trong những nghệ sĩ mà được yêu mến qua nhiều vai diễn, qua nhiều bài giọng cổ. Nhưng gần đây thì chị cũng đã dành nhiều thời gian cho đoàn tình ca Bắc Sơn. Và hôm nay Bích Thủy nghĩ rằng chị phát biểu thì cũng rất hay, nhưng mà hay nhất là chị hãy gửi tặng cho quý vị khán giả một đoạn nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn mà chị thích nhất. Mùa xuân của yêu thương đâu nở đây nhớ thương, bương ba anh về vào một đêm cuối năm, nửa giấc chim bao và nửa giấc đừng cho ai biết để dành ta đón xuân. Chị à, bài hát này á không phải là một bài hát mà được nhiều người biết, nhưng vì sao chị lại chọn bài này để hát cho quý vị khán giả nghe? Trước tiên thì Thanh Hằng cũng cảm ơn Bích Thủy. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thương yêu đang theo dõi chương trình Tình ca Bắc Sơn. Và để trả lời câu hỏi của Bích Thủy thì nói chung là ba nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn đã có rất là nhiều bài hát, nhưng mà có những bài mà gọi là coi như là Thanh Hằng rất là tâm huyết, mà tại cái bài này nó cũng giống như là nói đến mùa xuân, cho nên là nó rất là hợp với lại cái buổi mình đàm đạo hôm nay, thì đó là qua đào năm ngoái đó, cho nên là nó rất là có ý nghĩa. Thanh Hằng chỉ chọn một đoạn cuối của cái bài thôi mà nó rất là có ý nghĩa. Mong rằng là
quý vị hãy đón nhận cho và hãy tiếp tục theo dõi thường xuyên nhiều hơn nữa cho chương trình Tình Ca Bắc Sơn được mỗi một ngày sẽ phát triển và dồi dào hơn nữa. Em cảm ơn chị Hằng nhiều lắm. Một bài hát nói về một mùa xuân đoàn tụ, đúng không? Mặc dầu là anh chàng đó đã đi tới ngày 30 Tết chưa thấy về, nhưng nửa đêm vẫn về. Đó là niềm vui cho gia đình và cũng như niềm vui cho tất cả những người mà đang được còn được khỏe mạnh và đón xuân trong năm nay. Xin cảm ơn chị Hà rất nhiều. Và còn đây là các bạn đã biết nữ ca sĩ Bích Phượng rồi, con gái của nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, là một trong những người thể hiện rất là thành công những làn điệu dân ca, nhất là khi mà chị vào với đoàn Tình Ca Bắc Sơn, chị là một trong những ca sĩ chính thức và đầu tiên trong những ngày thành lập đoàn. Bởi vậy chị Bích Thủy thường hay nói rằng là Bích Phượng có mặt là Bích Thủy có mặt, và ngược lại Bích Thủy có mặt là Bích Phượng phải có mặt, hai người cùng bích với nhau. Và bây giờ thì em biết là chị Phượng là lúc nào cũng song hành với em đi trên tất cả các tuyến đường. Vì vậy mà em muốn chị là nhân cái dịp Tết này nè, tại vì mình cũng đi diễn Tết nhiều mà, chị kể lại những nỗi vui, những niềm vui, những nỗi buồn trong những chuyến đi du lưu diễn của đoàn mình nè. Niềm vui thì rất là nhiều, còn nỗi buồn thì chúng tôi sẽ không nói đây, tại vì nhiệm vụ của những người nghệ sĩ luôn luôn phải đem niềm vui đến cho tất cả quý vị khán giả. Niềm vui của đoàn Tình Ca Bắc Sơn chúng tôi mỗi lần được đi biểu diễn cho các hội nghị hoặc hội thảo nông dân thì cái điều đầu tiên là quý vị biết gì không, là được đem lời ca tiếng hát và đem những nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn gửi đến cho những người nông dân thực thụ. Và chúng tôi rất là được thích hát giao lưu trong những giờ liên hoan, thí dụ như ngoài cái giờ biểu diễn chính thì sẽ có những cái giờ liên quan giao lưu, thì người nông dân sẽ lên hát cùng nghệ sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ được đi trưởng đoàn luôn luôn dành thời gian sau buổi biểu diễn đưa chúng tôi đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở tại địa phương mà chúng tôi được đi, các tỉnh. Và kỷ niệm của mình là chị nhớ ở Ninh Bình không? Là mình chèo hai cái thuyền đua với nhau đó, đi vô trong dòng sông đó là chèo thuyền đua với nhau. Rất là nhiều kỷ niệm vui. Cực thì có cực, mệt thì có mệt, nhưng mà không sao, niềm vui đã khỏa lấp tất cả mọi cái cực mệt của tất cả chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng là sau cái thời gian dịch bệnh được kiểm soát thật tốt thì chúng tôi sẽ được cùng đồng hành với tất cả bà con nông dân nhiều chương trình khác nữa, để chúng tôi được gặp gỡ và được giao lưu, được trao đổi tất cả mọi thứ với bà con nông dân. Và cái món quà mà của bà con gửi cho chị em mình mỗi lần giao nhiều khi những cái món đặc sản như trái bưởi hay là chục cam hay là những cái gạo, là những cái tất cả tấm lòng của người dân mà gửi đến, thành ra chúng tôi rất là trân quý những tình cảm đó. Và cũng như là tất cả, không chỉ Bích Phượng mà tất cả những nhân viên của đoàn Tình Ca Bắc Sơn, chúng tôi luôn 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 muốn được phục vụ quý vị sau những cái thời gian giãn cách vừa qua. Mong rằng năm 2022 chúng tôi sẽ có những chuyến lưu diễn ở Bắc Giang nè, Bắc Ninh nè, Hà Nội nè, Ninh Bình nè, để có thể tham gia những cái chuyến. Sao cái câu hồi nãy em hỏi là hỏi chị Bích Phượng có vui thì niềm vui có, mà buồn chưa có buồn à. Buồn là tại vì chị không được tham gia cùng Tình Ca Bắc Sơn đi khắp ở ngoài Bắc Giang này kia nọ chị. Nói tới cái vụ đó là em còn bắt lỗi chị nữa nè. Chị là nổi danh là nghệ sĩ nhiều show chậu nhất nè. Em còn nhớ một cái chuyến đi thì phải nói là buồn thì cũng phải buồn, nhưng mà rất là cảm động. Vì khi đó chị Hai còn bị đau chân nè. Em còn nhớ là mình diễn cái suất đó xong rồi mình lên tàu lửa mình đi về Huế. Thì lúc đó chị Hai đi rất là khó. Đó, thì là mấy bạn nam á, thì dìu chị Hai, còn các bạn nữ thì kéo vali cho chị Hai. Và cái đoàn người của mình đi lên cái tàu lửa đó, nhìn thấy rất là thương. Nhưng mà đó là không phải là chúng ta không có thời gian để ra sân bay bay, vì cái chuyến bay từ Hà Nội về Huế nó không phải là chuyến bay lúc nào cũng có. Không phải là Hà Nội mà là Thanh Hóa về Huế thì không phải chuyến bay lúc nào cũng có. Do đó chúng tôi buộc phải đi ra tàu để đi về Huế, và lúc đó là chị Hai rất là đau chân. Đó là những kỷ niệm không phải là buồn mà cũng không phải là vui, mà nó phải nói là rất là thân tình, sự gắn bó với đời em. Cái đó là cái chị muốn nhắc đến, là để gì, chị muốn nói rằng là cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm là coi như là trong đầu chị không bao giờ quên được, và đi đến đâu cũng được khách hàng coi như là chào đón nồng hậu luôn. Mà chị cái buồn là phải nói thật sự chị xin lỗi em trong thời gian qua. Nói chung là cuộc sống cho nên là chị phải đi bươn bả với cuộc sống, cho nên không có tham gia cùng với mình suốt cả một cái tuyến đường vậy.
Nhưng mà chị hy vọng rằng là năm Nhâm Dần năm 2022 Thanh Hằng sẽ được tham gia Tình Ca Bắc Sơn nhiều hơn nữa, để đến tận nơi một cái góc trời nào đó để được gặp quý vị khán giả, quý vị khách hàng thương yêu Tình Ca Bắc Sơn cũng như tập đoàn An Đông. Và coi như buồn nhất là một cái rằng là cầu mong rằng đại dịch hãy qua mau hết, để cho tất cả toàn thể quê hương Việt Nam mình được bình an, để có một cái cuộc sống trở lại sinh hoạt bình thường, để cho Tình Ca Bắc Sơn sẽ đem đến cho quý vị tận nơi một phương trời, một góc trời nào đó cũng sẽ có mặt Tình Ca Bắc Sơn đến đó. Nhân chị Hằng nói về vấn đề này thì Bích Thủy cũng xin có một cái lời gửi gắm đến tất cả các bầu show, các đài truyền hình là hãy tăng cường hơn nữa những cái show diễn mà có những nghệ sĩ của đoàn Tình Ca Bắc Sơn. Nếu như đoàn Tình Ca Bắc Sơn đã book một cái buổi biểu diễn rồi mà các nghệ sĩ của chúng tôi được các nơi khác mời với cái cachet cao, tôi sẽ sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho nghệ sĩ. Bởi vì sao? Đoàn Tình Ca Bắc Sơn là một đoàn hoạt động huyện nguyện, các bạn không đòi hỏi thù lao gì cả. Thí dụ như thù lao đó Bích Thủy có thể gửi bao nhiêu các bạn cũng có thể nhận. Nên nhưng mà ngoài cái việc mà làm từ thiện ra thì chúng ta còn phải có một cuộc sống, đó là thực tế. Vì vậy mà Bích Thủy nghĩ rằng các bầu show mà trả các xe cho ca sĩ của đoàn Tình Ca Bắc Sơn mà nhiều, Bích Thủy rất là mừng nha. Và bất cứ lúc nào các nghệ sĩ của chúng tôi cũng có thể đi phục vụ với các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ câu hỏi đầu tiên Bích Thủy xin được đặt ra dành cho nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm. Đây là một đứa em mà thân thương của Bích Thủy. Thì nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm là một trong những diễn viên nòng cốt của nhà hát Trần Hữu Trang, đúng không? Vậy thì một cái giọng ca cải lương đang được mọi người yêu thích tham gia dòng nhạc dân ca, nhất là dòng nhạc của ba Bích Thủy là nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Như vậy thì Bích Thủy hỏi là Tâm Tâm là có những cái bí quyết gì đã mang bạn thành công từ lĩnh vực cải lương sang cả thành công về lĩnh vực hát dân ca? Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình lời chào thân thương và trân trọng nhất. Để trở lại câu hỏi của chị Thủy thì thật sự em cũng không có bí quyết gì đâu chị. Bởi vì bản thân em là một nghệ sĩ cải lương thì em có thể hát được dòng nhạc dân ca, bởi vì giai điệu dân ca rất là gần gũi với làn điệu cải lương. Còn nói riêng về nhạc phẩm của ông nghệ sĩ Tú Bắc Sơn thì em rất thích nhưng mà cũng rất sợ vì nhạc của ông giai điệu ca tự, dạ đúng rồi, nhạc của ông giai điệu ca tự rất hay nhưng mà cũng rất khó hát, huống chi em là một người không chuyên nữa. Nghe nói nha, cái vụ mà khó hát á, bây giờ chị mới bật bí cho em biết nha. Có nhiều bài chị muốn hát nhưng hát hoài không được. Dạ, bởi vì em rất thích, nhưng mà những cái bài mà những bài đã quen thuộc với quý vị khán giả, thì giống như Còn Thương Đôi Nắng Một Sâu Hè, bông bí vàng, hay là Em Đi Trên Cỏ Non này nọ đó, thì em đã nghe nhiều rồi nên em có thể hát được. Còn từ khi mà cộng tác với đoàn văn nghệ thiện nguyện Tình Ca Bắc Sơn do chị trưởng đoàn đó, chị làm nhiệm vụ trưởng đoàn đó, thì em có may mắn được cô Hạ Châu, mà cả đoàn đều gọi một cái tên thân thương là Má Năm đó, được Má Năm chỉ dạy thêm để em có thể hát đúng được những nhạc phẩm mới của ông. Thêm một cái chuyện nữa là em bật mí với chị là em có một cái lợi thế là em trước rất giỏi. Em như một cái máy photocopy vậy đó, em có thể nghe được một nhạc phẩm nào đó từ một ca sĩ nào đó hát trước, rồi em thích thì em nghe, em hát y chang vậy luôn. Bắt chước rất là giỏi. Em tham gia với đoàn Tình Ca Bắc Sơn đó, em được Má Năm chỉ dạy cho em rất tận tình để em có thể hát đúng, chưa dám nói hát hay nha, em được có thể hát đúng thôi những nhạc phẩm mới của ông. Và thêm vào đó cái lợi thế của em là bắt chước giỏi, cho nên là những nhạc phẩm mà chị và Má Năm giao cho em thì được Má Năm hát mẫu trước đó. Em nghe những bài Má Năm hát mẫu rồi em hát y chang vậy, có nghĩa là em hát giống Má Năm thì em hát đúng nhưng mà chưa có hay. Rồi cái em hát đúng xong rồi em hát lại cho Má Năm nghe, hoặc là em thu âm em gửi cho Má Năm nghe, thì Má Năm sẽ chỉ thêm cho em là
con phải cái câu này phải ngân như thế nào, phải luyến lấy cái chữ này như thế nào mới hay. Thì đó, từ đó em được mấy năm chỉ dạy thêm như vậy thì em có thể hát đúng và em từ từ em hát có thể hát hay hơn những nhạc phẩm của ông. Và ban đầu đó em cảm thấy sợ vì nhạc của ông rất khó, em sợ. Nhưng mà bây giờ từ khi em tham gia đoàn Tình Ca Bắc Sơn đã hơn 5 năm rồi thì em hết sợ rồi, em càng ngày em vượt lên chính mình, em có thể hát đúng và hát hay hơn. Cho nên bây giờ càng ngày em càng thấy em thích hát dòng nhạc của ông hơn. Chị có nghe chị Năm đánh giá là em là một trong những ca sĩ mà hát đúng nhạc ba nhất. Và đồng thời là chị Năm có đánh giá là em là người hát bài nhịp giọng đông đưa hay nhất trong các ca sĩ mà chị Năm đã đào tạo. Chị Năm đã hướng dẫn về thanh nhạc. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với anh diễn viên ca sĩ Bình Chinh, là cháu nội của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Anh đã thể hiện cái vai anh Tư Bình trong cái chuyện Nhà Nông. Đó là một nhân vật nông dân rất là hiền hậu, chất phác, để lại một ấn tượng tốt về hình ảnh của một người nông dân Việt Nam mình. Được biết là anh từ nhỏ là ở chung với ông nội luôn nha, ở luôn với nhà ông nội đó. Thì những ngày Tết cổ truyền thì anh có thể cho mọi người biết là gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn đón cái Tết cổ truyền này như thế nào trong những năm mà anh còn sống chung với ông nội. Thì kính thưa các bạn sinh đài và cũng như là thưa cô Thật Bích Thủy là nếu mà nói về cái Tết gia truyền, Tết cổ truyền của chúng ta đó, thì mình Chinh nghĩ là mỗi nhà cũng có một cái cách đón Tết khác nhau. Nhưng mà riêng về cái cách đón Tết của gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn, đó là ông nội của Bình Chinh, là được dạy từ nhỏ tới lớn lên là luôn luôn như vậy, là cứ ngay ngày 30 Tết làm gì làm là cúng ông bà 12 giờ trưa, là tất cả con cháu phải tề tụ đầy đủ, không được thiếu một ai nha, là phải về hết và ăn một bữa cơm. Sau đó là hồi ngày xưa là còn khó hơn, bây giờ thì dễ rồi, bây giờ là sau khi ăn xong là mỗi người có thể đi ra rồi được chia sắm sửa mua thêm hoa rồi chẳng hạn. Nhưng mà ngày xưa thì không được. Ngày xưa là cúng 30 xong rồi ở trong nhà, ở nhà tới tối. Tới tối cúng giao thừa xong mới được đi chùa. Là rồi qua sáng mùng 1 là tất cả mọi người là cùng nhau đi thắp nén hương đầu năm cho ông bà tổ tiên. Là tất cả mọi người đều như thế. Còn những ngày khác thì cũng tất bật thì cũng mua bánh trái rồi giống như mọi gia đình khác thôi. Nhưng mà có hai thứ đó là trưa 30 và sáng mùng 1. Cho đến bây giờ ông nội không còn nữa thì cũng được các bậc lớn hơn như là cô chú rồi này kia vẫn giữ cái truyền thống của gia đình cho đến ngày hôm nay. Năm nay là Bình Chinh cũng được hơn 40 tuổi rồi mà vẫn phải giữ cái đó. Và Bình Chinh nghĩ rằng là cái đó là một cái rất là hay. Cả cả sau này đến đời của Bình Chinh hoặc đời con cháu cũng sẽ cố gắng để giữ cái này từ đời ông nội để lại. Nhân đây thì Bích Thủy cũng xin được bật mí là ba Bích Thủy đã mất 17 năm. Nhưng truyền thống mà ba để lại đã dạy cho con cháu đều vẫn tiếp tục thực hiện. Và vì là ba mất rồi thì Thủy nuôi mẹ Bích Thủy ở tại nhà Bích Thủy. Do đó là trưa 30 Tết vẫn tề tụ về nhà Bích Thủy. Và cũng như là sáng mùng 1 Tết sẽ đi thăm mộ bà nội, mộ của ba và mộ của cô chú bác ở cùng một cái khu mộ ở trên thị trấn Long Thành. Đó là một cái điều mà Bích Thủy nghĩ rằng một cái truyền thống tốt đẹp khi mà chúng ta Tết cội nguồn, Tết là về dưới gia đình, về dưới ông bà cha mẹ thì chúng ta nên giữ những cái điều tốt đẹp như vậy. Và bây giờ thì để đến với diễn viên ca sĩ Quỳnh Bá Thanh, anh đã có nhiều vai diễn ấn tượng trên những sân khấu nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt anh xuất hiện trong chuyện Nhà Nông, Bạn Nhà Nông, An Nông Làm Giàu, Nông Dân Làm Giàu Nông, vân vân, là những cái chương trình nông nghiệp mà có các tiểu phẩm á, thì anh luôn luôn xuất hiện với một vai trò anh kỹ sư Úc Thanh thân thiện đẹp trai. Và gần đây á thì được biết là anh bắt đầu học thanh nhạc cô Hạ Châu và bắt đầu biểu diễn ở các sân khấu ca nhạc, không những của Tình Ca Bắc Sơn mà những cái sân khấu ca nhạc khác nữa. Vậy thì là anh động cơ nào để anh bước sang lĩnh vực ca nhạc? Thật sự mà nói là lần đầu tiên cho Thanh được gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả xem đài. Và để trả lời câu hỏi của cô Bích Thủy thì thật sự mà Thanh cảm thấy mình rất là may mắn khi được làm thành viên của đoàn ca nhạc thiện nguyện Tình Ca Bắc Sơn trực thuộc của tập đoàn An Nông. Và cảm thấy mình may mắn hơn là được gặp gỡ
hợp tác với cô Chính mấy năm, đặc biệt đó là thầy của Thanh. Nè, xin nhắc lời nha, thầy của cậu rất là thương cậu đúng không? Trong những ngày dịch bệnh các bạn biết không, qua gặp Bích Thủy ơi, em có thể đi, tại vì Bích Thủy có giấy đi đường mà. Bích Thủy nhớ hồi đó khoảng tháng 7, tháng 8 Bích Thủy có giấy đi đường. Em có giấy đi đường không? Có thể giúp chuyện này, hỏi chuyện gì chị? Chị muốn gửi gạo qua cho học trò chị. Trong đó có Quỳnh Má Thanh. Dạ, thật sự mà nói, tình cảm của Má Năm dành cho Thanh, không riêng gì Thanh mà tất cả anh em chị em trong đoàn là Má Năm đều thương y chang nhau vậy luôn. Không những mà Má Năm thương mà cô Chính đây đó, cô Chính đây cũng là người rất thương anh em trong đoàn. Quý vị biết không, trong mùa dịch vừa qua nha, cô Chính và Má Năm là người lúc nào cũng quan tâm, chia sẻ và tận tình với tất cả anh em trong đoàn, kể cả những bao gạo nè, túi thuốc nè, những cái con khô, những dĩ trứng, kể cả cọng hành, cọng rau nữa. Chưa hết đâu nha, còn mấy lần còn cho thêm tài chính nữa. Ủa vậy sao Chính không có ta? Chính là người cho mà, Chính cho tất cả anh em trong đoàn để cùng nhau vượt qua khó khăn này. Thanh bây giờ thật sự không biết nói gì hơn, xin cảm ơn rất là nhiều. Còn cơ duyên đến với nhạc Tình Ca Bắc Sơn á, là Thanh cảm thấy rất là may mắn khi được nghe những giai điệu. Lần đầu tiên mà Thanh nghe cái bài mà Cối Khuya của nhạc sĩ ưu tú Bắc Sơn, Thanh nghe cái bài đó là Thanh thấm thía và cảm thấy yêu dòng nhạc. Những ca từ nó mộc mạc, nó gần gũi, nó mang tính gia đình, con thấy nó rất hay, những ca từ đó. Từ đó mà con theo mấy năm học thanh nhạc, và tính từ đó đã lấn sân và làm ca sĩ trẻ mới nhú. cái tài năng bẩm sinh. Cho nên là hy vọng rằng trong một năm mới tiếp theo là Thanh sẽ có nhiều sức khỏe để cống hiến hết tất cả cho khán giả và phục vụ cho đoàn, để sản xuất ra nhiều tác phẩm theo hay dành tặng cho khán giả. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thay cho lời chúc Tết thì tất cả các thành viên của đoàn Tình Ca Bắc Sơn sẽ gửi đến quý vị một liên khúc chúc Tết, và mong rằng quý vị chúng ta sẽ đón nhận đoàn Tình Ca Bắc Sơn bằng tất cả cái tấm chân tình, cũng như là tất cả cái tấm chân tình của đoàn Tình Ca Bắc Sơn xin được gửi tặng quý vị khán giả. Lúa xay bông cây xay trái, vui quá thật là vui. Nông dân nay trung mùa, cảm ơn anh nông tập đoàn. Sâu ống rầy bạch tâm, Tết sang giàu vui cả năm. Nông dân vui mừng đón xuân năm này. Nhà ta lúa đầy dừa, gia đình ấm êm trong ngoài. Mừng xuân mừng cho non nương tái bình an ca, khắp nơi nơi vườn cây đông ruộng đằng bồng, bác nông dân cười vui tươi niềm tin sâu sắc. Có ăn nông rồi từ giờ ruộng vườn bội thu. Ráng ơi, trên mắng trên bờ môi vui làm sao, lúa xanh ruộng vườn đầy trái, bán cho lãi mua nhiều tiền, nông dân đón xuân rộn ràng vui mừng vì mùa màng bội thu. Mm-hmm.
sản xuất bao kỳ công, thuốc an nông làm cây lúa nhà vườn đón bông, trái bông nặng quăng vui đón mừng mùa xuân sang. Hãy nhớ